Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Sơn Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: ẩn sau dung nhan đó là một người như thế nào? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt từ trái qua phải: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ưng ý nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn tụ bài phù hợp, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với tụ bài số 1 với câu hỏi: ẩn đằng sau dung nhan ấy là một con người như thế nào? Mình sẽ để lá bài của các bạn ở bên này. Wow. Với trải bài lần này, mình sẽ không thực hiện trải bài 4 lá như mọi khi, mà sẽ là trải bài 3 lá. Để xem, ẩn sau dung nhan ấy là một con người như thế nào? Bộ bài này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết dung nhan của bạn, vẻ bề ngoài của bạn. Sao toàn là kiếm không vậy? Rồi. Đầu tiên, nhìn vào trải bài. Bạn là một con người không ngán bất kỳ ai. Cái giao diện bề ngoài của bạn chiến lắm. Bởi vì sao? Kiếm không ạ? À? Như thế này nè. Về cái dung nhan của bạn nha, bạn có một cái dung nhan rất là lạnh. Nó lạnh theo kiểu mà người ta không dễ dàng chọc ghẹo bạn. Là họ cũng muốn chọc ghẹo bạn nhưng mà người ta không có dám. Tại vì biết tại sao không? Cái mặt của bạn á, nó nghiêm lắm. Thành ra lỡ mà họ nói sai cái gì, bạn cầm cái kiếm bạn xọt họ một phát thì sao, đúng không? Cho nên cái giao diện bề ngoài của bạn là một người rất là mạnh mẽ, cực kỳ chiến. Lời nói luôn đi đôi với hành động. Bạn nói ngày hôm nay bạn đi chơi, có nghĩa là ngày hôm nay bạn sẽ đi chơi, cho dù trời mưa thì bạn vẫn đi chơi, mang áo mưa đi chơi luôn. Bạn không thích câu nệ dài dòng, bạn không thích tốn thời gian, bạn không thích hú suông, bạn ghét hú suông. Thành ra khi mà bạn đã buông ra một lời nói với một ai đó, họ sẽ rất là tin tưởng. Bởi vì họ biết rằng chắc chắn bạn sẽ làm cái điều đó. Chưa kể, bạn là một con người quyết đoán. Thành ra khi bạn đã lập một kế hoạch nào đó, bạn sẽ luôn luôn đi thẳng, đi mãi đến khi nào mà kế hoạch đã hoàn thành thì thôi. Mà cho dù ấy, bạn có thất bại, thì bạn cũng thất bại trên cái sự lựa chọn của chính bản thân mình. Chứ bạn không thất bại trên cái sự gợi ý của người khác. Thành ra bạn chả tiếc rẻ cái gì hết. Bạn là một con người rất là ham học hỏi. Bạn luôn đưa con mắt của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Bạn thích trải nghiệm, bạn thích khám phá mọi thứ. Bạn thích tìm tòi học hỏi một lĩnh vực mới, đi đến một cái nơi nào đó mới. Bạn rất thích học hỏi. Mình phải dùng cái từ nhấn mạnh là rất thích học hỏi. Nhưng cái cơ bản nhất là bạn đã có nền tảng sẵn. Chứ không phải là một người ngu ngơ dại khờ chân bước chân ráo bước vào cái lĩnh vực hay là bước vào cái môi trường sống mới đó. Ít ra trước cái quá trình bạn thực hiện thì bạn đã có một cái khoảng thời gian để bạn tìm hiểu về nó. Ví dụ như là bạn muốn đi du lịch đến một cái đất nước nào đó đúng không? Bạn đã dành đâu đó khoảng vài ngày để bạn nghiên cứu thử coi cái đất nước đó nó có văn hóa như thế nào, đồ ăn như thế nào, đường xá, rồi các phương tiện tiện ích công cộng như thế nào. Bạn không phải là một con người là đâm thẳng mà không suy nghĩ gì. Bạn là một con người rất là kỹ càng. Đó là những gì mà người ngoài nhìn vào bạn. Dung nhan cái bề ngoài của bạn, cái mà bạn toát ra. Vậy còn phần nội tâm bên trong thì sao? Ẩn sau cái dung nhan của bạn chính là một con người như thế nào? Đầu tiên, ẩn sau dung nhan máu chiến của bạn chính là một con người rất là ngọt ngào về khía cạnh cảm xúc. Sở dĩ bạn rạch ròi mọi thứ là bởi vì bạn không muốn bản thân mình thiệt thòi
và không muốn người khác cũng thiệt thòi. Bạn rất là tôn trọng cái thứ gọi là kết nối cảm xúc. Nhìn cái mặt của bạn á, chiến chiến lạnh lạnh vậy thôi, chứ chính cái sự uy tín của bạn lại khiến cho người khác an tâm. Và bạn thế, bạn nói chung là như thế nào ta? Bạn luôn toát ra một cái hào quang của một người mẹ vậy đó. Một người mẹ, một người bố đúng nghĩa. Theo kiểu như khi mà người ta ở gần bạn, họ sẽ trở thành một chú gà con, sẵn sàng nép vào trong lòng ngực của bạn để bạn bảo vệ. Và bạn luôn luôn khát khao, luôn luôn khai thác bản thân mình. Bạn không phải là một con người mãi mãi sống trong quá khứ. Bạn cũng không phải là một con người chỉ sống cho hiện tại, mà cái bạn hướng tới đó chính là tương lai. Cũng là vì vậy cho nên á, khi người ta nhìn bạn, người ta mới thấy bạn là một con người lúc nào cũng hướng ánh mắt ra phía trước, hướng ánh mắt ra thế giới vậy đó, khám phá, bởi vì nội tâm của bạn cũng như hệt như vậy thôi, thích khám phá bên ngoài. Bởi vì bạn thấy cuộc đời này á, trò chơi này là trò chơi một mạng, game một mạng, thành ra là mình sống được trên đời này nó đã may mắn lắm rồi. Vậy tại sao chúng ta phí hoài thời gian để ngồi một chỗ? Tại sao chúng ta không bước chân, chúng ta không chạy đi, chạy chạy liên tục đi, để chúng ta khám phá những điều mà chúng ta không biết, chúng ta chưa rõ. Bạn là một người như vậy, với một cái suy nghĩ như thế, thành ra khi mà bạn sống thì bạn sống hết mình. Ai đối xử tốt với bạn, bạn sẽ đối xử tốt lại. Ai đối xử không tốt với bạn thì bạn thôi. Bạn không phải là một con người nhỏ mọn đến cái mức mà người ta cắn bạn một miếng thì bạn cũng nhe răng lại bạn cắn người ta một miếng đâu. Ai mà rảnh. Đây, bởi vì sao mình lại nói câu đó? Bởi vì thế này, cái lá này là cái lá gì? Lá về sự lạc quan, về sự giúp đỡ. Có nghĩa rằng bạn sẵn sàng đưa cánh tay của mình ra để nắm lấy một cánh tay khác yếu hơn bạn. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn những ai mà hãm hại bạn á, thì bạn xem coi như xui đi. Miễn sao nó không đụng đến lợi ích cốt lõi của bạn, không đụng đến cái thiệt hại gì đó. Đại loại như là nó không khiến cho bạn đánh mất tương lai, thì bạn hoan hỉ cho qua. Còn một khi mà nó đã gây cho bạn một cái thiệt thòi, một cái thiệt hại nào đó mà có thể khiến cho bạn đánh mất tương lai của bạn á, thì nói thiệt là bạn sống chết với nó luôn. Kiểu như thế nào ta? Ví dụ như một đứa nào đó thù hằn bạn đúng không? Sau rồi một ngày đẹp trời bạn đi ra ngoài đường, nó cầm nguyên một cái chai axit nó tạt vào trong mặt bạn một cái. Mặt bạn bị hủy, tương lai của bạn bị mất. Thì chắc chắn là bạn không thể nào mà dễ dàng bỏ qua cho nó rồi. Còn mình đọc một trường hợp khác đi. Bạn với nó học cùng trường, bạn với nó ngồi cùng một bàn luôn. Sau một ngày đẹp trời, không biết bằng một phương thức nào đó, nó lấy được cái bài luận của bạn và nó ghi cái tên của nó vào trong cái bài luận đó, nó nộp cho nhà trường trước bạn. Bạn tức thì cũng có tức đó, nhưng mà thế nào, bạn nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian vài ngày, nó nộp sớm là chuyện của nó, miễn sao không đến hạn nộp là được. Thì trong thời gian vài ngày đó, bạn vẫn có thể xoay sở được tình thế, bạn vẫn có thể làm được một cái bài luận khác, mặc dù điểm sẽ không tốt và không có hoàn chỉnh bằng cái bài luận mà bạn đã đầu tư trong cái thời gian qua. Nhưng mà nhìn chung điểm vẫn được, vẫn tốt, và bạn cũng không quá thiệt hại bởi vì cái sự xấu tính mà nó gây ra cho bạn. Thì bạn nghĩ rằng thôi thì trước đó bạn với nó dù sao cũng là bạn bè, thì cả hai cũng đã từng đi ăn đi chơi với nhau, cả hai cũng đã từng giúp đỡ nhau những cái chuyện nhỏ nhặt, thì coi như cái bài luận của bạn là bố thí cho nó đi, bạn cũng chẳng quan tâm gì đó. Cũng chính cái tư duy của bạn khiến cho người ta càng ngày càng ghét bạn hơn. Những người mà ghét bạn thì sẽ càng ngày càng ghét, còn những cái người mà đã mến bạn thì sẽ càng ngày càng mến. Em có cái lá này đây, bạn thấy không? Nữ hoàng kiếm kêu xa không, ngồi trên ngai vàng, ngồi ngay trên cái vách đá luôn. Có một con chim nhỏ nhỏ đây nữa nè, thiên thần nữa nè, cô ấy có bó hoa nữa. Thành ra ấy, những ai mà thích cô ấy thì sẽ rất thích, còn những ai mà đã ghét cô ấy thì sẽ nói rằng là màu, con này là màu á. Mà bạn đâu có quan tâm, cái bạn cần là tương lai phía trước. Bạn là một con người sống không thẹn với lòng, thành ra là cái bề ngoài bạn như thế nào là cái nội tâm bạn y hệt như vậy luôn, không có thay đổi gì cả. Quá tuyệt vời. Nè,
cái lời nói trong nội tâm của bạn nè: tôi không ngừng nghĩ, tôi không ngừng nghĩ, thấy không? Tôi không ngừng nghĩ về cái điều đó, tôi không ngừng nghĩ về phía trước, tôi không ngừng nghĩ về tương lai. Bạn không có sống cho quá khứ, bạn cũng chẳng sống cho hiện tại, bạn sống cho tương lai, bạn sống cho ngày mai. Bạn cứ nỗ lực tiến về trước, tiến về trước, tiến về trước. Và chính cái nguồn năng lượng bạn tỏa ra lại vô hình dung thu hút những cái người mà họ muốn giống như bạn. Thành ra là tương lai á, càng về sau bạn sẽ càng tỏa sáng hơn thôi. Bạn giống như chú đại bàng á nè, sải cánh trên bầu trời của chính bản thân mình, tự tạo ra đế chế cho riêng mình. Với một chú đại bàng đó mà cộng thêm cái việc mà thích khám phá thế giới nữa thì thôi luôn, không ai qua lại được bạn. Bạn quá đẹp. Ẩn sau cái dung nhan của bạn chính là một nội tâm không đổi thay, một con người không sống giả tạo. Quá tuyệt vời. Rồi để mình lật xem một cái này, để xem thử coi cách bạn nhìn nhận cuộc đời này như thế nào ha. Để mình xem, lật nên xem bên trái bên phải ha. Anh này thì nhìn bên trái, cô này thì nhìn bên phải, trái hay phải trời, mình cũng không biết. Thôi để mình lắp đồng xu đi. Đây đồng xu đây. Trái là hình, phải là số. Trái là hình, phải là số. 1, 2, 3, 4. Trái là hình, rồi phải là số. Vậy là mình sẽ lập bên phải. Bên phải. Wow. Can đảm làm nên chiến thắng, hòa thuận trở thành vô địch. Rất hợp với bạn. Can đảm làm nên chiến thắng. Cái gì? Can đảm làm nên chiến thắng, cái gì trở thành vô địch, quên rồi. Đây, can đảm làm nên chiến thắng, hòa thuận trở thành vô địch. Rất hợp với tính cách của bạn. Rồi, chắc là mình xin dừng trải bài của các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và đừng quên, nếu ai chưa đăng ký kênh của mình thì nhấn nút đăng ký nhé. Chúng ta còn gặp nhau ở những chặng đường khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Xin chào, chào mừng bạn người đã lựa chọn tủ bài số 2 với câu hỏi: ẩn đằng sau dung nhan ấy là một con người như thế nào? Liệu rằng phần bên trong của bạn nó có khác với phần bên ngoài hay không? Kết nối năng lượng với các bạn nhé. Wow. Mình lật hai đá này ra cùng một lúc ha. Thôi mình giữ luôn nè. Tại vì mình dự định là chỉ lật ba lá thôi, mà tại sao nó lại ra bốn lá thì không biết. Đặc biệt là hai cái lá này. Cái lá này nó bị ngược như thế này đây. Ok, rồi thành bốn lá mất rồi. Đây, để mình chỉnh lại một chút. Rồi, về cái giao diện bề ngoài của bạn nha, cái dung nhan của bạn nha, người ta nhìn vào bạn thì thế nào ta? Bạn là một con người không thích ra ngoài lắm, phải gọi là hướng nội ha. Bạn là một con người không thích đến những nơi đông người, không thích những cái thứ người ta gọi là gì, bay lắc nhảy múa tiệc tùng, nói chung là những nơi đông người. Bạn là một con người sống nội tâm và bạn không có thích phải chia sẻ nhiều thứ của bản thân cho người khác biết lắm. Thay vì dành thời gian, dành cái nguồn năng lượng để mà vui vẻ với mọi người, thì bạn dành nó để tập trung cho bản thân mình hơn. Về nhan sắc của bạn, dễ nhìn, không xấu không đẹp. Một cái dung nhan mà không mấy nổi trội trong đám đông.
cộng thêm cái tính cách lầm lì ít nói của bạn nữa thì thành ra là tàng hình luôn. Bạn đúng kiểu tàng hình luôn ấy. Ừ. Đây, cả hai lá này đều biểu thị là bạn đâu có thích tiệc tùng đâu, bạn thích dành cho bản thân hơn thôi. Bạn hạn chế tiệc tùng không hẳn là bởi vì bạn không có tiền, cũng có tiền nhưng mà không có nhiều thôi, mà chỉ đơn giản là bạn không thích ở những cái nơi như vậy. Thành ra là khi mà người ta nhìn bạn á, người ngoài họ nhìn bạn xong một thời gian quá lâu nha, không tiếp xúc với bạn, rồi đến một ngày đẹp trời, người ta mời bạn đi ăn đi chơi chỗ nào đó, năn nỉ lắm bạn mới đồng ý. Khi bạn đến cái nơi đó thì ôi, người này không có gì thay đổi cả. Bạn không có trau chuốt vẻ bề ngoài đâu, bạn là một cái con người mà tao nói sống giản dị đến cái mức độ mà 10 năm như một. Ừ, mình phải dùng từ là 10 năm như một, không có gì thay đổi hết. Đó là phần dung nhan bên ngoài của bạn, tính cách bên ngoài. Vậy thì bên trong thì như thế nào ha? Ẩn đằng sau cái dung nhan ấy là một con người như thế nào? Thay vì bạn dành thời gian hướng ra bên ngoài thì bạn dành thời gian hướng vào bên trong nhiều hơn. Thay vì bạn dành thời gian của bản thân để mà nói chuyện với mọi người, để mà tham gia những cái tiệc tùng bay lắc đó, thì bạn dành thời gian để mà khám phá nội tâm, khám phá con người, khám phá bản thân, khám phá những cái giá trị cốt yếu của chính mình. Bạn cũng là một con người không thích tụ họp. Tính ra tụ bài số 1 với tụ bài số 2 giống nhau á. Hai người không có kiểu giống như giả tạo gì đâu. Ví dụ như là lỡ mà bề ngoài cái dung nhan nó như thế này nhưng mà nội tâm nó đảo ngược thì làm sao? Thì đối với các bạn thì không, ở ngoài thế nào đó cho mi hợp vậy luôn. Thay vì á, bạn dành thời gian ở bên ngoài vì những cái vật chất thì bạn thiên về khía cạnh tinh thần hơn. Bạn trải nghiệm những cái góc nhìn mới về tâm linh, tinh thần. Ừ. Chưa kể bạn thích nói chuyện với những người có tư duy đối lập với bạn hơn là những người mà hùa theo đám đông, hùa theo bạn. Đơn giản rồi, bạn đã khác biệt như thế này thì chắc chắn những cái người bạn mà bạn thích, những cái người mà bạn muốn hướng tới nó phải khác biệt y hệt như vậy. Rồi, chả có gì hết. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Chưa kể nha, khi mà các bạn càng ngày càng lớn lên thì cái sự khác biệt giữa bạn với mọi người càng ngày càng nhiều. Dẫn đến cái việc á, là khi bạn trưởng thành, bạn lại mong muốn tách rời khỏi cái thế giới bên ngoài, cái thế giới vật chất, cái thế giới của xã hội bây giờ, để tập trung đi vào bên trong, tập trung vào cái thế giới bên trong, tìm ra sự thật bạn là ai, bạn sống trên đời này làm cái gì, rốt cuộc bạn tồn tại trên đời này vì mục đích gì. Bạn là một con người có trực giác rất là mạnh, cái trường năng lượng của bạn mạnh lắm. Dẫn đến cái việc á, khi mình nói chuyện với bạn á, cái tông điệu của mình nó cũng trầm xuống hẳn, thấy không? Trầm xuống luôn. Và bạn nhìn nha, cả bốn lá bài này đều hướng về tinh thần, hướng về bên trong. Thành ra ấy, mình nghĩ rằng, không phải mình nghĩ, mà mình đoán luôn á. Mình đoán là những người ở tụ bài số 2 này đang làm về các lĩnh vực liên quan đến tâm linh. Bởi vì lá bài vừa có âm vừa có dương, vừa có âm dương, cho nên bạn đang làm những cái vấn đề liên quan đến tâm linh. Ừ. Bạn có khả năng cảm nhận được linh hồn, cảm nhận được những người đã mất. Bạn đến một cái nơi nào đó, bạn có thể dễ dàng biết được là cái nơi này có sạch hay không, có cái thứ gì bẩn hay không. Bạn rất hợp để mở vía. Kiểu giống như là mở vía bán hàng hay gì đó. Ừ. Rất hợp để mở vía. Bạn ở đây có những ai đang làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng không ta? Chữa lành nè. Ừ. Bạn rất là hợp làm mấy cái khía cạnh này. Chữa lành. Những cái lúc mà bạn tâm sự với người khác á, bạn giúp cho họ nạp năng lượng. Nhưng mà vô hình dung là bạn sẽ bị tụt năng lượng. Thành ra nếu như ai đang xem cái video của mình mà giống như những gì mình miêu tả, thích sống về thế giới nội tâm, tìm hiểu về các khía cạnh về tinh thần, phát triển trực giác, làm về yếu tố tâm linh, làm về những cái công việc mang tính chất cộng đồng. Ừ, thì các bạn ban ngày á, thì phơi nắng, tối đến á, đặc biệt là 15 âm lịch á, bạn đi phơi trăng giùm mình đi. Tìm một cái nơi gì đó nó thoáng, nó không có bị mái nhà che á,
Ví dụ như là công viên hay là nhà ai mà có mái tôn á thì bắt cái thang lại lên trên mái tôn luôn đi, như nhà mình á. Mình nó biết không, từ cái hồi mà mình tìm hiểu về cái thế giới bên trong của mình đây nè, mình kêu ba mình làm cho một cái tôn, làm cho một cái thang á, để mà mình lèo lên trên cái nóc nhà mình lèo lên trên mái tôn rồi mình trải gối mình nằm ở trên. Trời ơi, tôi nói hả, bầu trời đầy sao nhìn đẹp lắm. Mà những cái lúc đó là mình lại cảm giác như tâm hồn của mình ngày càng thanh tẩy hơn, trong lành hơn. Mình cũng rất là thích chơi mấy cái loại đá phong thủy nữa, kiểu giống như là nó sạc năng lượng cho mình á. Bây giờ nhà mình toàn là đá không à, sở thích lạ ghê. Người ta thích vàng thích bạc, mình thích đá mới ghê chứ. Thì mấy người tụi bà số 2 cũng vậy, các bạn không có thích vàng bạc lắm đâu, kiểu bạc thì các bạn cũng xài đó, nhưng mà vàng thì sẽ hiếm. Chủ yếu là các bạn sẽ thích những cái thứ thiên về phong thủy như là đá, ngọc, rồi cây cỏ. Thích lui về những cái chốn thiên nhiên hơn, biển, suối, sông, hồ, rừng, bãi cỏ, thảm cỏ, cánh đồng. Bạn thích ở những cái nơi thiên nhiên hơn là những cái công trình kiến trúc như là quán cà phê thiết kế độc lạ theo trend, theo xu hướng của thời trẻ là gì không có đâu. Nè, trời ơi, nè, trong lúc mình đang thực hiện trải bài cho bạn, bươm bướm bay xung quanh mình rất là nhiều. Tại vì cái địa điểm mình đang quay này á, là đang ở giữa khu vườn của nhà mình. Và nãy giờ khi mình trải bài cho tụi một thì không bao giờ xuất hiện bướm bướm, không hề có luôn. Nhưng mà khi trải bài cho các bạn tụi bài số 2 thì chim hót líu lo, trời trong xanh rất đẹp. Gió thì hơi thổi thôi, nhưng mà bướm bướm, đặc biệt là bướm bướm bay rất là nhiều. Thì các bạn cũng vậy, cực kỳ chữa lành. Wow, tự nhiên mình trải bài cho các bạn, mình cảm giác cơ thể mình nó thoải mái hơn hẳn, giống như là mình nói chuyện với những người bạn thân thiết vậy đó. Đây, đây cái câu này nè. Bạn không có sống theo kiểu hoài niệm đâu, bởi vì mỗi ngày đối với bạn nó giống như là một trải nghiệm sống. Cho nên những cái nỗi buồn ấy, đối với bạn nó chỉ là một hành trình thôi, một khoảnh khắc nhỏ trong cái chuỗi hành trình dài của bạn. Và bạn đang trong thời gian phát triển bản thân hơn, hoàn thiện những cái khía cạnh mà mình còn thiếu sót. Một cái nội tâm rất là trong sạch, tinh khiết và hơi đơn độc nha. Bạn nhìn này, nội tâm của bạn nè, tất cả đều là một hết, một 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 một, chỉ riêng cái phần đây thì nó hai thôi, nhưng mà nó cũng là con người, một con người chứ mấy, đều là một hết và đều là những linh vật thiêng liêng. Đặc biệt là bốn lá này đều là bốn lá ẩn chính, có nghĩa là cốt lõi của bạn là vậy rồi. Cho nên bạn đừng có nói rằng không, tôi không muốn, tôi đi theo cái con đường tâm linh này, tôi vẫn muốn sống về cuộc sống bình thường, hội họp với gia đình, sống những cái liên quan đến vật chất tiền tài đồ gì, thì xin thưa, bạn sẽ không có theo cái đó được đâu. Tại vì bản chất của bạn á là bạn sẽ thiên về thế giới tinh thần. Và dần dà bạn cũng làm mấy cái công việc liên quan đến tinh thần thôi, liên quan đến cộng đồng thôi, chứ không có làm về tiền bạc là trên hết đâu. Đối với bạn tiền bạc đâu phải là trên hết, thế giới nội tâm mới là trên hết cơ. Tinh thần. Thôi chắc mình không còn gì để nói với các bạn đâu ha. Để mình lật một cái lá này để xem cách mà bạn cảm nhận cuộc đời ha. Tất cả cái này đều hướng về phía bên phải, thì mình sẽ lật trang bên phải. Trang bên phải. Wow. Mình đọc được hai trang, mình đọc được hai cái này. Nếu Thượng Đế sáng tạo ra phụ nữ trước thì người sẽ thà không sinh ra các loài hoa. Đó là cách mà bạn nhìn nhận về con người. Con người là một điều gì đó rất là vĩ đại, rất là đẹp. Tiếp với câu thứ hai này. Chỉ trong bất hạnh, người ta mới biết rằng Thượng Đế luôn hướng con người đến những điều thiện hảo. Hai cái câu này quá đẹp đối với mình. Tại vì trong suy nghĩ của bạn á, con người là một thực thể rất là đẹp, đẹp và lung linh như những bông hoa. Cả hai câu đều thể hiện loài hoa. Chắc bạn cũng rất là yêu thích hoa, bạn rất là thích ngắm hoa. Thôi chắc mình không còn gì để nói với các bạn ở đâu ha. Vậy thì mình sẽ kết thúc trải bài của các bạn tại đây. Hy vọng rằng chúng ta mình sẽ gặp nhau ở những trải bài khác của mình trên kênh Sau đó Xuân Thúy. Và đừng quên, nếu những ai chưa đăng ký kênh, các bạn hãy nhấn nút đăng ký nhé. Chúng ta còn sẽ gặp nhau ở những chặng đường dài phía trước. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Bye bye.
Wow, chỗ mình gió bắt đầu nổi lên nhiều hơn rồi. Giữa mùa hè. Bây giờ chắc cũng khoảng 10 giờ trưa ta. 10 giờ trưa. Xin chào, chào mừng bạn người đã lựa chọn lá bài thứ ba với câu hỏi: ẩn sau dung nhan ấy là một con người như thế nào? Ẩn đằng sau dung nhan của bạn là một con người như thế nào? Liệu rằng phần nội tâm của bạn nó có khác biệt với bề ngoài hay không? Ủa, tôi không sao hả? Để xem thử nha. Với trả bài lần này thì mình chỉ rút 3 lá thôi. Mình sẽ không rút 4 lá như mọi khi. Ủa, sao ngược hết vậy? Dung nhan của bạn như thế nào? Trời ơi. À, từ từ để mình chỉnh này qua chút xíu. Rồi. Giờ mình cũng biết nói làm sao với các bạn luôn á. Mấy người tụi bài số 3 nè. Các bạn bị sao vậy? Các bạn đang lo lắng cái chuyện gì? Thiệt luôn á. Cũng may. Rất là may rằng là cái lá này ngược đây. Hiện tại đã đến lúc để bạn thay đổi. Mà tại sao thay đổi ha? Mình sẽ nói sau. Đầu tiên, về cái dung nhan bên ngoài của bạn. Bạn là một con người không thích cố định. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ví dụ như là bạn đang ở một cái môi trường đó, rồi bạn nghĩ rằng là bạn sẽ làm việc chăm chỉ ở cái môi trường đó đến khi mà bạn cảm thấy là đến lúc bạn rời đi thì bạn sẽ rời đi. Nhưng mà thật sự á, nếu mà nói thực chất thì cái công việc này đâu phải là công việc mà bạn mong muốn đâu. Ây da, gió. Tự nhiên gió nổi. Cái công việc hiện tại mà bạn đang làm, những ai đang làm đây nè, những ai đang xem cái video của mình, thì mình khuyên rằng là bạn nên trả lời câu hỏi là tại sao bạn không thích công việc này. Không, mà trong trải bài nó cũng nói rồi. Thực chất là cái công việc này nó không có phù hợp với bạn. Không hề phù hợp luôn. Ngay cái lá này nè, mình nghĩ là thời điểm tốt để các bạn đổi việc. Mình không có sứ bậy đâu, thiệt á. Tự dưng mình đang trải về dung nhan, nội tâm, lòi ra công việc là sao trời. Khó hiểu thiệt. Nhưng mà nói chung như thế này, cái này là một lời nhắc nhở của mình thôi thôi. Những ai mà mong muốn mà muốn đổi việc thì các bạn đi đổi việc đi. Tại vì chắc chắn là cái công việc tiếp theo mà các bạn nhận được nó sẽ phù hợp với các bạn. Cái lá này là cái lá ẩn chính rồi, là không có thay đổi được. Nó là bắt đầu vô cái chặng hành trình của bạn rồi. Cho nên đổi việc đi, mùa hè đến rồi đó. Đổi việc đi xin việc khác. Rồi, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trả bài luôn. Về dung nhan của bạn, bạn là một con người có một cái vẻ bề ngoài càng ngắm càng say. Nhưng mà nó say theo kiểu là đau lòng. Một vẻ đẹp của sự đau lòng. Vì sao? Thứ nhất, nhìn vào cái giao diện của bạn á, họ nghĩ rằng là bạn đã chịu tổn thương nào đó. Trời ơi, gió bay. Bạn, cái đôi mắt của bạn nó buồn lắm. Đôi mắt của sự trải đời. Người ta nói đó, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Thành ra là khi mà mọi người họ nhìn bạn, họ nói đôi mắt của bạn rất đẹp. Nhưng mà nó đẹp theo kiểu u buồn. Nó đẹp đến cái mức mà họ không thể nào mà dứt ra khỏi đôi mắt của bạn. Bạn toát ra một cái giao diện của một con người trưởng thành. Đây, một con người trưởng thành, đáng tin cậy. Có đôi chút quyền lực trong lời nói. Cái cách bạn nói chuyện á, nó đang thép lắm, mạnh mẽ.
Nhưng mà nếu mà ráp vô cái đôi mắt đó thì nó có vẻ không có hợp lắm. Thế sao không? Tại vì một cái con người mạnh mẽ đan thép, lời nói có trọng lượng thì phải cần một cái đôi mắt sắc bén. Nhưng mà khi mà mọi người nhìn vào cái đôi mắt của bạn á, họ lại cảm giác như là họ thương bạn hơn. Cho dù cái miệng của bạn toàn là dao găm đi chăng nữa, nhưng mà nhìn vào cái đôi mắt đó họ vẫn không thể nào ghét bạn nổi. Cái dung nhan của bạn khiến cho họ thương. Thương giống như kiểu giống như là người ấy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra trái tim thì rất mềm yếu. Vì thế chúng tôi muốn ôm bạn vào lòng để xoa dịu cái nỗi buồn ấy, đã kiểu vậy. Thật ra khi người ta nhìn bạn, người ta thấy bạn giống như là một cô bé nhỏ xíu đang cố gắng tỏ ra mình là một người lớn. Đó là bề ngoài, đó là cái dung nhan của bạn. Còn thực chất, bên trong của bạn có phải như vậy hay không? Đằng sau cái dung nhan đó ẩn ẩn đằng sau cái dung nhan đó là một con người như thế nào? Thì nó ngược hết. Ê, người ta nhìn bạn là một con người chững chạc ha, nhưng mà đằng sau đó là một cái nội tâm không hề chững chạc tí nào luôn. Hai ông vua xu mà đảo ngược nhau mới ghê chứ. Nè, ông vua xu xuôi, ông vua xu ngược nè. Trời ơi là trời. Bạn chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn. Người ta là gọi là gì? Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Đó, chứ câu đó dành cho bạn á. Bạn đừng có cố tỏ ra là mình ổn nghe chưa? Mệt lắm. Mệt ơi là mệt. Tại vì sao? Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mình nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Thành ra ấy, nè. Đây, bạn là một con người từng bị chịu tổn thương, và cái lá này cũng là cái lá của sự tổn thương. Một con sói gào rú đơn độc. Gió thổi quá trời. Một con sói nó gào rú đơn độc bởi vì nó không có người nào để chia sẻ tâm sự hết, không có người nào để nó có thể nói ra được những cái suy nghĩ trong lòng đó, những cái góc khuất trong lòng nó, những cái nỗi buồn, những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái lo lắng. Nó không có ai để chia sẻ hết. Thành ra ấy, nó khép mình lại. Nó mang một trái tim đầy tổn thương để nó cố nó gồng mình rằng là nó rất ổn. Ok, tôi ổn, tôi rất là bình thường, tôi rất là hạnh phúc với những gì mà tôi có. Tôi là một con người tập trung cho sự nghiệp, tình cảm, điều gì bỏ qua một bên hết. Nhưng mà thật ra nó chỉ là che giấu cho một tâm hồn từng chịu tổn thương. Bạn, cuộc đời đối với bạn á, đáng lý nó phải xui như thế này mới tươi mới đúng không? Đây này nó ngược luôn. Cuộc đời đối với bạn á, nó giống như một quyển sách mà bạn nghĩ rằng là bạn đã đọc hết cuốn sách đó rồi. Bạn thấy cuộc đời nó chán lắm, nó vô vị lắm, nó nhạt nhẽo, nó thế nào ấy, nó trần trụi mà nó thế nào ấy. Thành ra khi mà bạn sống đến cái thời điểm hiện tại á, thì bạn nhận thấy rằng tình cảm là cái thứ dư thừa. Muốn làm việc lớn thì không nên đặt nặng cái vấn đề tình cảm. Bởi vì một khi con người chúng ta tập trung vào tình cảm thì chúng ta sẽ bị lú. Mà bạn không phải là một con người giỏi cân bằng. Bạn không thể nào mà hai tay cân bằng hai thứ, công việc và tình cảm, mối quan hệ xã hội và mối quan hệ độc lập cá nhân. Thành ra bạn bị mất cái cân đối đó, nó bị nghiêng qua một bên. Và khi mà bạn quá tập trung vào một cái khía cạnh tình cảm thì công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng, kể cả lý trí của bạn cũng bị ảnh hưởng. Rồi đến khi mà cái tình cảm đó phụ bạc bạn, bạn mới chợt nhận ra rằng là hóa ra từ trước đến nay tôi đã đầu tư sai, tôi đã trao nhầm cái đoạn tình cảm này cho sai người, cái sự tin tưởng của tôi cũng trao sai người. Cho nên bạn dần khép mình lại. Đêm đêm thì bạn cô đơn, bạn nhìn trời nhìn trăng, sao bạn oán thán cuộc đời này, là tại sao cuộc đời này bất công với tôi như vậy. Tại sao tôi không có một ai để chia sẻ hết? Tôi không gặp được bất kỳ một người nào mà đáng để tôi tin tưởng, tôi chia sẻ, kể cả nó là gia đình. Bạn không có chia sẻ những cái phiền muộn của bản thân mình cho gia đình, cho ba mẹ hay là cho anh chị em của bạn. Bạn không có ai để chia sẻ hết. Ủa tự nhiên khi mình trải bài của bạn, tự nhiên nước mắt của mình nó chảy ra ta. Trời là trời. Tự dưng rồi trời. Cảm xúc trực trào dữ. Thành ra đối với những cái tổn thương mà bạn đang có, bạn thu liễm bản thân mình lại, xong rồi bạn tạo ra một cái vỏ bọc. Tôi không sao, tôi không có vấn đề gì hết nè. Đây là câu nói của bạn này. Ôi tôi không sao, tôi ổn, tôi không sao, tôi bình thường. Nhưng mà cái nội tâm của bạn không bình thường một miếng nào luôn, không bình thường một chút nào luôn. Cho nên mình nghĩ rằng
Ảnh đằng sau cái dung nhan ấy là một nội tâm bất ổn. Tự nhiên mình trải bài cho bạn xong rồi mình muốn khóc rồi trời. Từ từ nha, để mình xem có cách nào để giúp bạn không, có cách nào để bạn giải tỏa không chứ. Với cái nội tâm mà bất ổn như bạn á, dễ nghĩ đến mấy cái chuyện tiêu cực lắm, chưa trầm cảm là may rồi đó. Cách nào để giúp cho bạn? Một cái đó đi. Rồi, tìm kiếm cái thứ gọi là gia đình. Bạn nên bắt đầu cuộc hành trình để tìm kiếm cái thứ gọi là gia đình, sự hạnh phúc viên mãn. Biết sao không? Nếu mà cái này là lá 10 ly á, là chỉ dừng lại ở cái việc là viên mãn về khía cạnh cảm xúc và tình cảm. Nhưng mà cái lá này là lá 10 xu, có nghĩa là gì? Cái mà bạn tìm kiếm á, nó chính là hạnh phúc trọn vẹn, là vừa tiền vừa tình, phải là lại là hai thứ nữa. Rắc rối ghê chưa? Cho nên đó, đối với các bạn ở tuổi bài số 3, cái cách để giúp cho các bạn thoát khỏi cái nội tâm cô đơn và lo lắng ở cái thời điểm hiện tại á, chính là các bạn nên bắt đầu một cuộc hành trình mới để đi tìm hiểu cái thứ gọi là trọn vẹn tiền bạc và gia đình. Một gia đình đúng nghĩa. Một gia đình mà có thể khiến cho bạn thoải mái khi về nhà, trút bỏ hết tất cả những bầu tâm sự tiêu cực, hướng tới những cái niềm hạnh phúc và hân hoan, sự an tâm về mặt tài chính, sự vui vẻ về mặt cảm xúc, sự hạnh phúc về tinh thần. Đây chính là thứ mà bạn cần. Trọn vẹn tiền tài. Tiền tài là một. Trọn vẹn về tiền, về tình, về cảm xúc. Cái đó là cái bạn muốn đi tìm. Và hiện tại bạn vẫn đang đi tìm. Nhưng mà ấy, cái thời điểm trước khi mình thực hiện trải bài này nè, là bạn vẫn còn đang ngồi một chỗ và bạn than trời trách phận là tại sao cuộc đời tôi không hiểu như thế. Nhưng mà sau khi mình có cái video này thì bạn nên phấn chấn lên nha. Đến lúc bạn nên bắt đầu một hành trình đi tìm cái thứ này rồi, cái thứ gọi là gia đình đúng nghĩa nè. Rồi, để mình xem cái này, để xem coi bạn muốn nói gì. Cái câu nói của bạn bên phải một trang bất kỳ. Người rộng rãi luôn tưởng mình giàu, họ luôn tạo ra lý lẽ để bố thí. Mình đọc cái câu này xong mình không biết là mình nên nói cái gì. Nó giống như cái kiểu mà bạn đang cố tạo ra cái vẻ bề ngoài để mà bạn che đậy đi chứ sự yếu đuối bên trong nội tâm của bạn vậy đó. Vậy để mình xem thử một cái câu tương lai như thế nào nha. Bạn của tương lai sẽ như thế nào tầm một năm sau đi. Ngày này năm sau. Bên phải. Hãy dùng lời nói như dùng vàng. Hãy dùng lời nói như dùng vàng. Đó là bạn có một năm sau. Vậy là chắc một năm sau bạn sẽ cẩn trọng trong lời nói hả? Hay là bạn cảm giác rằng là ngôn từ là một cái thứ gì đó rất là quý giá và chúng ta không nên nói bừa bãi. Chắc vậy. Thôi, chắc mình không còn gì để nói với các bạn nữa đâu. Mình sẽ dừng trải bài tại đây. Và nếu như các bạn muốn đón nhận những thông điệp khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy thì đừng quên nhấn nút đăng ký nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chặng đường dài phía trước. Hy vọng rằng là chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau trong những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và đừng quên chờ đón mình vào khoảng 10 giờ trưa hoặc là 11 giờ trưa và 6 giờ tối mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.